sắc nước hương hoa. Alo, 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 alo. Quý... Alo. Hello anh em nhá. Hello mọi người. Chúc mọi người một buổi tối ngập tràn niềm hạnh phúc. Alo, alo. Chào A Huy Ly, chào Gia Nghĩa, chào Tùng Thông, hello anh, chào cả nhà, hello mọi người. Chúc mọi người một buổi tối thật nhiều sức khỏe. Chuyện tình yêu lúc nào cũng thế. Ái chà chà, chật đầu đồng đội nhảy nhà C, gắt nha. Anh vẫn luôn yêu em thôi, dẫu em giờ đây đã khác rồi. Đừng quên tìm xe thương xe giúp anh nha cả nhà ơi. Đừng quên tìm xe thương xe nha. Tìm mình không thằng nào tốt được đi vậy. Còn lại gì khi đã xa nhau rồi. Ngoại trang đầm lấy ác quỷ. Ghê gớm quá nha. Không có thông báo ra ngơi chắc là lát có đấy mọi người. Bây giờ chưa có, lát có đấy. Ờ chưa, tối nay chưa thấy thông báo. Nhưng chắc lát có đấy. Đi thôi. Giờ vàng đá điểm, chúng ta cũng lên đường đánh giặc nào. Cảm ơn anh Tiến Trần gửi em 75 sao. Chào 500 anh em đang xem stream. Hello nha. Cảm ơn Tiến Trần đã tặng Giang 75 đóa hồng. Ô đồng đội không nhảy nhà C rồi ta. Chấm ở nhà C mà sao không nhảy nhà C nhỉ? Qua nhà Ly hết thì kìa. Nhà C clear luôn này. Rồi. Clear man. SKL và M16A4. Không thấy thông báo à mọi người? Chắc nó thông báo nó đến muộn đấy. Dạo này Facebook làm ăn chán thật. Mini. Mình ra sợ cầm mini lại làm khó cho đội bạn ấy, mệt lắm. Ô bem nhau rồi à? Địch qua kìa, địch cây bot đấy nhỉ. Thôi để cho đồng đội xử lý. Một thằng thôi chẳng lẽ đồng đội không giết được nó. Mình ra xe ngoài mình lút tiếp. Không xoay màn hình được luôn là sao? Không xoay màn hình là liên quan tới điện thoại bạn thôi bạn ơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em. Tập này mới 700 view là biết là chủ yếu là anh em vào xem và nhớ giờ vào xem thôi chứ không thông báo rồi. Buồn ơi là sầu. Số 4 gặp biến rồi. Được chết này số 4. Ồ hay. Số 1 bắn đỉnh đấy. Nhân tài đấy. Ok bạn, cảm ơn bạn đã chiếu cố để qua xem like của mình. Quý hóa quá. Vớt bớt đạn đã 5 đó anh em ạ. Vớt bớt đã nha. Giàn giáo có đúng không? Mình chưa dám lên sân thượng anh em ơi. Khi mà giàn giáo nó đang có người. Mọi người chờ tí để anh chia sẻ cái nhé. Tối nay nhiều anh em mất thông báo. Chia sẻ cái cho anh em nhận thông báo và xem like này. Hello mọi người. Watch out. Ok nhiệt võ nhá. Ok anh. Rồi đồng đội ping ở giàn giáo rồi kìa. Nhức thôi. Số 4 chạy kiểu nguy hiểm quá.
À, thằng lợn con này. Từ từ nào, nếu nhà máy không người thì mình lên nóc nhà xây trong có thể thịt được nó đấy. Mark the Mẹ thằng location. lợn con. Nhà máy mà không người mình lên nóc nhà xây trong là bắn được thằng giàn giáo đấy. À, lên giết rồi à? Vãi nồi nhỉ? Tụi mình trận này bắn tốt đấy. Rồi, địch còn cái nịt. Bây giờ đi shopping luôn là được 7 đồng xu lẻ. Không đáng kể. Thôi qua shopping đi anh em. Con bo này hiện tại khá ổn, M762 với cả mini. Giờ sẽ qua mua thêm một tí máu nước nữa là đẹp. Ô giáp 3 này còn dùng được không nhỉ? Tạm được. Hơi bẩn tí phía dưới thôi. Thì nhiều máy bay vậy ta? Đừng nói nhà máy ống người nhá. À chà, bắn thính bên Novo anh em ạ. Ai chà, Novo bắn thính là cơ đấy. Cũng chả biết người, cũng chả biết người hay bot luôn, hình như là người. Thôi trận này bắn khẩu này cũng được. Ok, trận này bắn M7 đi và chúng ta sẽ đi săn Goga. Cái thằng vừa rồi người hay bot nhỉ, nhưng mà nếu nó người thì sao nó ít xu vậy? Tôi cứ cho nó là bot đi. Nói như được có 1-2 xu thôi. Combo làm mưa làm gió à? Đây là combo bình thiên hạ đấy. Hai vợ chồng đang xem bạn Giang này, ok bạn. Chúc hai vợ chồng bạn thật nhiều sức khỏe. Được cái mũ 3 là tươi rồi. Mũ 3 giáp 3, M4. M4 thế khỏi pick cho đồ đội đi, đồ đội lút nãy giờ cháu cũng đủ đồ rồi đấy. Đạn 7 đang hơi thiếu nha. Cái trận này xu nhiều này, ok, ngon. Lát có xe để di chuyển luôn. Ôi. Chúng ta có 18 xu đủ để mua full phụ kiện của M762, ngon đấy. M7 lắp tay cầm dọc nha anh em ơi. Compe tay cầm dọc. Bây giờ mà mua một cái băng đạn xịn nữa là gần hết đồ chơi luôn. Khó nhỉ. Thế thì thôi, chúng ta chưa mua băng đạn xịn đâu. Chúng ta mua một cái này, một cái này, một cái này. Đấy, nó lại hợp lý. Rồi. Ai chả, số 4 lái xe à? Nãy bên cảng có thằng bắn thính đấy anh em ạ. Nãy bên cảng nó vô có thằng bắn thính đấy. Dạo này không thấy bắn K98 nữa Giang. Có phải dạo này em không bắn mà là dạo này anh ít xem anh ạ. Chơi súng gì em cũng chiến cả. À đủ sao không đón đồng đội. À đồng đội có xe rồi. Ok. Tưởng lão này không đón hai ông kia. Watch out. À thính ở đây luôn này rồi. Ô trên đồi kia có con xe máy kìa. Bookie. Enemies ahead. Đổi chiếc xe em. Ok, đổi xe đi.
Xe buggy đấy không biết xe spawn hay xe gì nhỉ? Khó đấy, nó đứng ở trên đấy thì mình đứng ở đấy khó bắn đấy. Mark the location. Lên không? Anh em thích thì lên chơi nó luôn này. Chơi. Lên đi. Ok anh em. Phải hàng cái gì kìa. Hình như nó đã đứng chỗ xe buggy luôn hay sao ấy. Lão Tôn lên chơi với mày đây con. Nó tính chạy kìa. Lao xuống dưới à? Vãi nồi nhỉ. Thánh mẹ rồi. Rồi. Ui có một xe này. Vãi nồi thánh. Rồi chết này. Còn một xe dưới này nữa này. Xa tít. Khó bắn vãi. Hay. Nóc một này ngu này. Nhây với tao mày. Một viên vào đầu nữa này. Nhây này. Mẹ nồi địch thấy thì mình lấy xe buggy chạy luôn. Bây giờ mình đào cánh móc nó được không nhỉ? Sợ mình đào cánh nó chạy mất. Đủ số 1 kìa. Đào bắn tôi vậy. Ở dưới bắn. Ở dưới bắn chứ ở đâu bắn. Cứu số 1 kìa. Cứu đi, cứu đi. Nếu mà địch còn ở đấy thì để tôi thử đào cánh đi móc xem sao. Ở dưới mình á, dưới chân mình á, dưới chân mình bắn á. Ô một xe chạy xa tít ở ngoài này rồi này. Một con UAT. Có một xe UAT ở đây nữa này. Mấy lôi làm xe thế. Này có con xe lượn ở đây nữa này. Mấy thằng điên này. Nó qua cầu trước à. Lên xe thôi anh em ơi, lên xe qua cầu thôi. Chứ đứng ở đây khều chả được cái gì cả, nóc rồi nó cứu lại nhau hết à. Đi thôi, đi thôi. Quay thầu, quay thầu. Số 3 đâu rồi, đi nào, số 3 ơi. Nhanh không, nó không nó phá xe này. Nhanh 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 nhanh. What the hợi, có lên xe không bạn ơi? Loay hoay mẹ ghê thế. Quay quay chứ không mát. Mấy thằng lợn ngon dừng lại đây combat nào. Táp gì ghê vậy mấy thằng nhóc. Thấy nó chạy kìa. Được.
nóc một rồi. Mẹ không gạt được nhỉ. Đây. Đây. Tôi cũng hiện kill rồi này. Đây 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 đây. Bọn lớn này bể thế chắc rồi. Chạy tan tác rồi. Họ lát là bình thường nóng như phải dục chứ không thì chết cả team vớ va vớ vẩn. Hết nồi ạ. Còn không? Đi cả team luôn đi chứ. Đây nó ở chỗ nhà kìa. Đua xe bắn súng đi. Vãi nồi. Hỏng rồi. Từ để tôi ném khói ra cứu. Bắn nóc lần hai hàng. Tôi sợ nó quay lại nó kem mình này. Anh em bơm máu nước sau lên xe vào bo luôn nhé. Nguy hiểm rồi đấy. Còn sợ máu của ông cho thêm chế đi. Động mé số 3 không xuống cứu luôn mày. Nó đi cào hoài nó không cam mình đâu. Mấy thằng số 3 này phí quá anh em ạ. Và mình có dù anh em ạ, mình có dù. Anh em tìm chỗ nào trống trống rồi ấy. Lên đồi trên này đi. Bung dù vào bo luôn. Tôi có dù. Đây tôi bung dù anh em tập hợp lại đi bo nhé. Vậy? Đây tôi số 2. Quả đấy địch nó xây tốt. Xây dụng cả ấy luôn. Xây dụng cả hai người team mình luôn. Rồi dùng hết ba khói luôn rồi đấy. Ui bò bé rồi nhỉ. Bò bé lắm rồi. Chắc là anh em mình vào Portiki nhỉ. Vào Portiki đi. Portiki à. Ừ. Portiki có người á. Không ta mình nhảy vào đấy mình thủ được mà. Thiếu cái nhà cho mình nấp. Vẫn còn 22 thằng. Nếu mình mà địch pha đấy thì mình sẽ đảo lên đồi để bắn tiếp. Nóc 2 rồi mà, team mình 3 thằng đi xe nó nóc 2 rồi mà. May không địch không ở lại đấy. Nghe có người. Về đâu ấy nhỉ? Phải nó ngay trên nóc nhà tôi luôn à. Ông số 1 đấy à? Đúng rồi. Hai. Một chóp, nóc. Đây thế để tôi qua cover luôn. Ây da. À số 3. Số 3 lại nhảy tít bà nó trên đồi kia rồi. I got supplies. I'm out. Need ammo. Mark the location. Đây tôi qua chỗ ông rồi đấy. Yeah.
nó dừng lại rồi kìa. Dừng ở đâu vậy? Chạy rồi, chạy rồi. Tưởng dừng nhưng hóa ra chạy rồi. Thằng Búc đi chạy rồi. Ông chưa gạt được thằng kia đúng không? Chưa. Tự tôi mua vậy. Số 3 bị ghét đồ nổ chết mẹ rồi. Vào bao kia nhảy trên kia. Chị thanh niên kia thì mình bó tay thực sự rồi đấy. Thằng này chắc tắt mic đồng đội hết rồi. Vừa tắt loa vừa tắt mic đồng đội thì cứ quỳ rồi. Kệ nó đi. Bọn bên Ponky này nó cứu nhau hết rồi. Kia nó cứu được rồi. Ừ, chắc chắn rồi. Tầm này mà chưa hiện kêu nó cứu xong rồi. Chỗ mình không có xe luôn nhỉ. Lên xe thì chậm chạp, cả team thì suýt bị bắn chết cả team. Đồng đội nóc thì không cứu. Để bay vào bo thì lại đi riêng. Bó tay. Làm cái tính này hợp lý không nhỉ? Thấy nhìn ghê ghê ta. Còn đây có tính chung là trời ao gờ. Trong tính con này mũ ba đấy. Mark the location. Bò vẫn về Pojinki này. Trong kia chắc là cái team lúc nãy ông bắn đấy. Đâu nãy team tôi bắn này nè. Mark the location. Nó đâu trong mấy nhà đó. Thì bây giờ nó di chuyển thì chẳng lẽ nó đứng đấy hoài. Rồi, được một ít xu, chúng ta chắc là qua mua thêm hai bình nước nữa. Chẳng đi lút ở bay bằng nghèo vãi. Số bông này. Cái nước không giờ từng miếng nước số bông. Đây bên này tôi dư bình này. Chẳng định nghèo vãi. Cái tôi mấy lon nước nào. Đây đây chỗ tôi còn có một bình này. Cần không? Kiệt tiếng súng kìa. Qua đây dần xem sao. Anh em di chuyển tới chỗ đấy ao bo rồi. Có thằng ở đây nữa này. Đấy, đây, 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 bắn đấy. Ghê lắm. Con cái nhà ấy bắn kinh vậy. Tôi gạt một thằng ngoài chỗ đám khói rồi đấy. Đến. Enemies ahead. Chạy trống ra lúc đồ của mình. Oh, may quá mình vừa lên đây luôn. không sao. Nhà chỗ lúc nãy tôi ping hình như hai thằng rồi đấy. Vừa thêm một thằng nữa nhảy xuống. Vẫn còn đông phết nhỉ. Smoke kìa. Smoke cái này nè. Ừ, ok.
Chờ xem bo bùng như nào đã. Ngoài bo là di chuyển từ sớm luôn. Đi 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 đi. Đi dần vào bo thôi. Cái gì đấy, cái gì đấy? Có người à? Cái nồi nhà. Nhà đấy có người thì hơi mệt đấy. Chính xác rồi, chạy vòng thôi. Vào bo, vào bo, vào bo. Nó đi xe kìa. Rồi nó đi Tesla vào bo rồi. Bo quá xấu. Mình ra chỗ mấy cái hào ở ngoài này thôi. Ra đây nấp thôi. Còn bút quy à. Ghê gớm. Trận này mà vào bao cứ từ từ là vẫn có khả năng tốt được. Đấy anh em đủ mấy hàng này có trong bom vậy. Ao bo bà nó rồi. Kiểm tra đồi đã, đồi mà không người thì lấy xe bốc ghi lao thẳng lên đồi luôn. Có đồi có người. Đâu? Chỗ nào? Em mới bán đó. Không biết vị trí. Ừ, tại nó nãy nó mới bán. Đi thôi, số 1 đây, ao bo rồi. Tôi với ông qua cái khu nhà bé ở ngay cái chỗ đấy luôn. Đi. Nhường hai nhà to cho địch, mình qua nhà bé bé phía sau ấy. Nhà bé đấy có người chưa? Có người luôn rồi. Thế phải ở trên thôi, ở trên, ở trên. Trên tít đồi cao có người nhá, kìa, kìa, có một rắn đang bò kìa. Nóc rắn này, con. Còn thằng chạy xa nữa. Đẩy không, đẩy không? Tôi với ông phải phải đẩy thằng cao đấy, không kiểu gì lát nó móc mình à. Từ từ nóc được ông ơi. Đó, có ba thằng lớn. Tôi đi. Khó nha. Mình xuống hòn đá, mình xuống hòn đá nào. Ông cứ ngồi ở đây, tôi xuống dưới hòn đá phải phải chia ra hai góc chứ. Ông cứ ở đấy đi. Bọn trên kia như ao bo hay sao ấy, thì chờ nó chạy bo đi. Chờ nó chạy bo đi. Không em ép bo. Thế em không đốc kìa. Siêu nhân mày. Số 4 bị nóc ở đâu đấy? Số 4 nấp được sau gốc cây không? Rồi chịu rồi, chịu rồi. Cầm xuống tới rồi kìa. Không sao, sao sao. Cứ thủ đi. Hai gốc cây nè. Ồ, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cũng được đâu bởi. Mà ông nằm, ông ngồi im đi. Nó ao bò rồi, nó ao canh ông bắn nó thôi. Hy vọng cái thằng đào trái nó không dừng lại bắn. May quá thằng đào trái nó chạy luôn rồi. Ông có máu không? Cho tôi miếng máu, tôi hết máu rồi. Ông vứt cho tôi ít đạn 5 chơi. Đi đi nhanh nhanh nhanh. Cho tôi ít đạn 5. Đạn 5 cơ. Đạn 5 tôi đâu có. Tôi có còn 21 viên à.
Bà nội cha nó hết đạn luôn kìa. Hết hết đạn năm này táp rồi. Còn máu không cho tôi bình đó. Vãi nồi. Cứu nhanh, cứu nhanh. Bay mẹ đầu luôn rồi. Cái bắn nó rồi. Nhưng mà hai thằng trên kia vẫn sống. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là đâm thằng lấy xe đâm thẳng vào bo thôi, từ từ để tôi làm miếng nước này. Ô từ 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 từ, không đi lên xe vội thế. Đi 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 đi, giờ đi này. Gốc cây kìa. Chịu à. Bò bé tí còn chín thằng sự thật. Mồ khẩm vai nồi. Hết cách rồi. Chơi nữa không? Chơi không? Ok. Chịu rồi anh em ạ, hết cách rồi. Lại thôi. Mấy quả đấy có tí đạn 5 nữa là ngon rồi. Hết đạn để táp mini ạ. Bò khó quá. Rồi, làm lại thôi. Đầu đồng đội ấy hả? Đồng đội nốc tầm 4-5 lần chứ mấy. Nhảy Novo à? Novo cũng được, hay là qua bay. Nhưng mà đồng đội chậm có vẻ ngáo 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 rồi. Cứ hủy follow đã cho chắc. Mèo có thông báo gì cả? Có chứ nhỉ? Có thông báo rồi anh em à. Nãy chia sẻ một phát là có thông báo hay sao ấy. Còn mới lên like nhưng không có. Kèo gì không gian làm kèo top 1 cho mát anh ơi. Nhưng mấy trận đầu đừng có ra kèo súng vội. Có bay đi. AMR nó gớm nhỉ. Hình như mũ 3 mình còn mấy nguyên đấy. Đòm một phát bay mũ luôn. Thế thì kinh hơn cả ốp rồi. Ốp bắn vào mũ 3 thì vẫn còn một chấm. Vẫn còn một chấm máu ở chỗ mũ 3. AMR như bắn một phát bay mũ luôn là ghê vậy. Nhặt kèo anh ta manly nhá. Bay luôn. Ốp thì bắn vào mũ 3 thì nóc thì vẫn nóc nhưng mũ thì vẫn còn. AMR bắn phát mà bà nội cha nó tự nhiên thấy đầu nó mát mát à. Một khách trong này. Chết thật, số 2 chết đầu tiên của map luôn ạ. Sao lúc nào cũng là đồng đội của Giang vậy ta. Số 4 thì lại đi giật liệu. Rồi trận này có 14-7 này. Từ đấy trận này tìm 14 bắn đi. 14-14 nhức nách này. Kỳ
Kim Long Kim L. Tên số 3 rất loằng ngoằng. Kim Long Kim L. Kim Long Kim L đi rồi. Lút nhanh thì qua cảng chơi với các bạn nào. Làm di chuyển ốp AMR bắn vào người nốc luôn. Anh em lại thần thánh hóa. Làm di chuyển AMR bắn vào người cái nốc luôn. Nãy số 3 mà chấm ở trong cảng là mình nhảy theo rồi đấy. Nhưng mà chấm mới va vớ vẩn ở ngoài cho nên mình phải hủy follow ngay. Nhìn đồng đội không được uy tín lắm là phải hủy ngay. Thà mình tự bay tự chết còn hơn là bay theo mấy ông ngáo ngáo chết, nó cay lắm. Ba lô ba. Rồi số 4 qua đây rồi được. Ra một kết hợp với linh vật thì hầu như là top 1. Chào Hoàng Anh nhá. Lát qua lút nhà Ly nữa xong rồi. Lút nhà này với nhà Ly được cái mũ ba nữa thì đẹp. Tay vừa nói xong 17 xu. À trận này có cốp 6 đây vẩy luôn rồi, ngon rồi. Thế thì tiền này để mua full phụ kiện cầu 14 đi. Thế với giảm giật với cái băng đạn xịn nữa. Lưng dạo này gãy chứ. Số 4 bị cảm hay ra một cái sụt thịt thế nhỉ. Ui rồi ôi, bên bên cảng này còn bắn cả thính nữa anh em ạ. Lát ra chỗ nhà, chỗ ngã tư này này, chờ bọn trong cảng nó chạy ra. Pinh nhau đầu đội này. I got supplies. Bình nhồng ngắm 4x à? Được, mình sẽ xây cốp 4 trận này luôn. 19 xu. Lát qua cảng vào đây, lát ra cái nhà ngoài cảng ấy, chờ nó chạy ra rồi bem. Nó vừa bắn tính kìa. Đủ cốp 8 luôn kìa, căng vậy. Ok. Vãi, vãi nhái ra đầu đội pinh cốp 8 luôn anh em ạ. Cái trận này xây cốp 6 thôi. À có cốp 4 luôn này. Ông lấy cốp 6 không người anh em? Có. À được, tôi đang có đây. Rồi chuẩn bị qua bên kia luôn. Giờ lấy xe. À ông có xe đúng không? Xe ông vứt ở đâu đấy? Nhà phát sóng à? Đi. Đây rồi. Thấy rồi. Ok, thấy rồi. Rồi, sự kết hợp giữa Giang Black và linh vật. Đi luôn ông ơi, đi qua bên kia rồi. Rồi loot hết rồi, đi. Cốp này. Cốp 6 này. Thank you.
Có thằng bot kìa. Đây đây đây. Ui, không điểm đấy. Rồi qua kem bọn kia thôi. Bán đồ bố trên đó, không lấy không? Không đủ rồi, tôi full đồ chơi rồi. Tôi thiếu cái top 1 thôi, nếu có được thì ông cho tôi cái top 1 đi. Chị. Ở bên cảng đông lắm, ui, đông. Ông không thấy tôi quay xe ngay đấy à? Hóa ra các cháu ra đây rồi ông ạ. Đau đầu nha. Rồi đứng ngay đây à, giúp nó. Ừ, ok không, giúp nó. Ôi nó chạy lên tay dưới hả? Tao mà xây cốt bộ này. Tao mà xây cốt bộ này. Hay ông ơi. Nhà gần nhá. Ôi. Ừ, nó ở cái nhà gần đấy. Các bọn này bắn cũng hay đấy. Ra gì đấy. Ông bếp tôi gạt không hả? Ông gạt hay mà, ông gạt rất nhanh luôn. Kỹ năng cao đấy. Đâu ta? Nãy là đứng ở trên nóc nhà đấy. Giờ thì nó chạy đâu tôi chịu rồi. Bọn này gọi thính với vẩn có hai thành rồi. Nó chạy đâu luôn rồi nhỉ? Hai thành rồi. Ừ, gạt hai rồi. Không thấy, để tôi chạy qua bên này xem sao. Qua bên nào? À cũng được. Thì ông đứng ở đây, tôi lấy xe tôi chạy qua bên anh xe nha. Bên nào? Ông đứng đây để tôi chạy bên kia. Ừ, có đi nhớ là, nhớ có về đấy nhá, đừng có đi là đi luôn đấy nhá. Còn không? Thấy không? Chưa thấy không rồi. Ừ. Đâu ta? Mấy thằng lợn này nấp ghê nhỉ. Không ra lút đồ đồng đội luôn. Anh thế mà ai dám lút. Thôi có gì tôi với ông tập hợp chơi nó đi. Đẩy nó cũng được. Hoặc là chúng ta di chuyển luôn. Thằng này nhìn có vẻ nguy hiểm quá. Thằng khốn mày nấp đâu rồi thằng khốn. Hay đấy, pha đảo cánh của ông hay đấy. Làm địch nó chạy ra ngoài này. Khỏi đấy ông ném ấy, địch ném đấy. Thôi á. Hay. Chạy ra ngoài đó. Được, ném khói dọa địch hay đấy. Người anh em tinh tế đấy. Đẳng cấp. Không biết ông bắn đánh đấm như nào nhưng mà tư duy chiến thuật của ông tôi thấy ổn đấy. Hào hoán. Bọn này sao không có đồ thính gì nhỉ? Nãy bọn này gọi thính mà ta. Ồ thế chưa chắc bọn này là bọn gọi thính đâu. Không. Này mũ ba xác thằng ở trên có mũ ba, lên lấy mũ ba đi. Ăn đi rồi chúng ta đi bo. Ôi, này giàu. Giàu, nó giàu mà. Không phải bọn này à? Hoang mang nhỉ?
Giờ chạy cầu này cũng thấy ghê ghê nhỉ. Tôi cứ chạy cầu này đi. Hy vọng là không có người kem cầu. Nãy ở đây sao? Ở bên cảng Novo này nãy thấy nhảy 4 lần tim mà. Hợp lý. Đã thấn rớt luôn kìa. Ông thích thì tôi đưa ông đi ăn cái thính này. Thôi tôi đâu cần anh thích đâu. Đủ ông... mua súng đủ bánh rồi. Không! Ông phải ăn! Yes. Gắt. Rất khẩm. Khét đấy. Khét đấy. Ủa cái súng của ông mua mấy tiền đấy? Tôi cũng chả nhớ nữa, tôi cũng quay lâu rồi. Cốp 8, MK các kiểu. À người nhà em chưa có giáp 3 nhỉ? Đây tôi đưa tiền cho ông đi mua giáp 3 này. Còn sao 19 xu à? Tôi có xu. Đây xu đây. Mua đi. Mua hết cả Shopee đi. À trận này chưa có bom khói này. Để tôi mua thêm ít bom khói đã. Rồi ok đấy. Tôi mua bom khói để lúc tôi bị nốc tôi ném ra rồi ông cứu tôi nhá. Được không? Nốc rồi sao mà cứu? Nóc phải cứu chứ sao nóc được. Đây, tôi xanh. Đi nào. Đi thôi. Không ở đây nữa. Tôi nhặt mấy trái lựu đạn. À, trái lựu đạn rồi nhặt đi. Tôi nhặt sờ móc như vậy, 4 trái rồi. Ừ, 4 trái là 4 đủ rồi. 4 trái sờ móc, 6 trái lựu đạn nữa. Đủ. Gắt, thế thì bao nhiêu viên đạn? Thế thì ba lô còn được bao nhiêu viên đạn? Đang 200 viên đủ rồi. À 200 viên đủ rồi. Một thằng địch chỉ cần 3 viên vào đầu thôi đúng không? Cần gì nhiều. Rồi xây 3 bánh lên. Ừ. Rồi bánh dở à, tại tôi hay chơi thôi. Ông bắn dở nếu được cái tư duy ông tốt. Vẫn còn 26 thằng đông đấy. Khu nhà dưới này có con UAT này. Tôi đang tính là qua bên khu nhà này khều khều cho nó đẩy qua. Có người chạy luôn nhá. Rồi rồi, từ từ, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Ui, chạy bên kia rồi. Thằng này khôn đấy. Không như nó cũng dừng lại rồi sao. Sương mù này nổi lên rồi, khó chịu nhà. Sương mù vẽ nổi. Quỳ. Giờ có thấy gì đâu. Ừ. Đi chơi. Từ từ tôi hạ đủ sáng chưa. Ừ đúng rồi, tôi hạ đủ sáng từ đầu trận rồi. Phải hết cái vòng bo sau nó mới hết sương mù được. Mà. Tôi cũng chưa biết. Đi ra dạ bắt mấy thằng lẻ ở ngoài trước. Tim mình hai tay to mà sợ gì? Mờ quá, tôi chẳng thấy gì. Mờ quá, ok. Có bánh ngáo quá rồi.
Những người bán hay hay tự nhận là mình ngáo lắm. Ông biết người ta gọi ông là gì không? Người ta gọi ông là rồng ẩn mình đấy. Tám năm nữa mới bắn giỏi được. 8 năm nữa mới bắn giỏi hả? Tại sao phải lâu vậy? Chứ bắn dở quá mà. Ông bắn mấy ngón? Tối hả? À. Tôi bắn một. Ơ tư 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 tư. Gì đấy? Người chứ gì? Ơ đừng đẩy ông ơi. Ba thằng lận đấy. Ui thằng này yếu lắm rồi đấy. Ui hai thằng này. Hai thằng trời ơi. Ui phải không thằng mà sao đâu ra hai thằng đấy. Hay quá ông ơi. Liên này. Hay. Chết. Nó yếu lắm rồi đấy nhỉ. Thành lũ hả? Cái thằng đấy bị ông bắn yếu lắm rồi đấy. Quả đấy tôi thấy ông đẩy rồi, tôi thấy hơi ào ào rồi, đông mà. Tôi bảo ba thằng mà, bình tĩnh thôi. Ông bắn thì hay thật đấy, nhưng mà bình tĩnh thôi. Tại tôi thấy có thằng nó đang lùm xùm nó rút cho bơm ấy. À. Cái súng này mình phải quay ra xong rồi mình phải nâng cấp nữa mới được vậy chứ hả? Chính xác. Quay thì nó mới chỉ ra cấp 1 thôi. Còn muốn được như này chúng ta phải nâng cấp lên cấp 7. Nhiều tiền đấy. Có cái súng này với lại cái súng súng gì? Màu xanh 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 á, nhìn đẹp thế ta. Súng gì màu xanh? M4 mà màu xanh xanh xanh. M4 băng á, ý ông là M4 băng màu á. Màu xanh. Không, M4 băng coi lại không biết. À có cái M4 gì hình giống như con rồng hay cái gì ấy. Nó màu xanh mà xanh lá chuối ấy. Xanh á. Tôi thích cái đó. Đủ xanh lại còn xanh lá chuối nữa à. Mà nó bắn ra gì? Bắn ra mấy hộp Lego ấy hả? Nó bắn ra mấy cái thùng á. Ừ. Thế hình như là M4 gầm gừ hay sao ấy. Hình như đấy. Khẩu đấy chắc đấy. 15 tháng nữa và sương mù vẫn đang rất mạnh. Khoai. Con có hay xem nó bắn giải rồi á, tôi thấy. Bắn giải, à đúng đúng rồi, tôi cũng hay xem bắn giải lắm. Dạ. Ừ. Có mấy đội bốc kim mình á, mới chiều tôi coi rồi. Đỉnh, đội đấy đỉnh, đỉnh nhất Việt Nam luôn. Mà sao ông coi đội đấy, ông tính gia nhập vào đội đấy à? Ông coi, tôi mê DX à. À, mê DX, mê bóp đấy. Thôi, sương mù này chờ bo thôi nhỉ, tần mày lái xe đi lượn là lại mất người nữa. Mười lăm thằng khó. Còn ông bán phụ tôi thì dễ, còn mỗi mình tôi là khoai rồi đấy. Nó mờ quá đây mà chạy 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 mình gặp team 4 là sơi luôn đấy. Đúng chính xác. Người nhà cũng vui tính đấy nhỉ, thích xe bốc nhưng lại fan DX. Nhà này hay nhà bên kia đẹp hơn nhỉ?
Nhà ngoài này khả năng có người này, với cục thính thả ngoài kia xong. Rồi, bớt bớt sương mù rồi. Tầm này là thấy nhau để vã nhau được rồi đấy. Trận này người anh em dự đoán tôi top mấy? Rồi lão đi ngủ mẹ rồi. Alo? Rồi vứt điện thoại đấy chạy đâu rồi? Chờ bo thôi anh em ạ. Vẫn còn 11 thằng đông lắm. Địch vẫn đang bắn nhau mà không nghe thấy tiếng súng luôn. Xa đấy. Thôi, chờ bo thôi. Chín thằng. Oh, nhà bên kia có người, nhà bên kia có người. Kìa kìa, nó lôm khôm kìa. Đây là ban công. Nó đứng ở ban công. Mới thấy có một thằng à. Khả năng cao nhà mình vẫn đang còn ở trong bo. Thằng này không mở cửa để leo lên nóc nhà nhỉ? Có khi nhà nó lại đẹp hơn nhà mình ấy. Ừ. Thằng này như biết mình ở đây rồi sao ấy. Lão không dám đứng lên luôn kìa. Thằng lợn này cũng điềm lắm. Rồi, nhà mình và nhà nó đều trong bo hết. Đàn tính đi mày. Thính này gì đố, đố thằng nào dám đàn. Đó bò này ai dám mình thính nữa. Có tìm bố thì ô, có thằng chạy trống ở trên đồi kìa, bắn đi cái thằng trong nhà kia. Ơ, mấy thằng này ngáo thật. Vừa đi vừa nhảy này. Ông xuống lấy cái khẩu của nó kìa. Xuống lấy cái khẩu gì mới mới đó, bánh mạnh đấy. À, khẩu AMR tôi biết. Nhờ từ từ đã. Thằng bên kia chuyển ra khu nhà bé bé bên tay trái rồi. Rồi, có AMR khu nhà nữa này. Bây giờ ra lúc đầu nó cực kỳ nguy hiểm. Thấy này. Đây, nó đứng nó nhìn kìa, nó nhìn kìa. Còn đúng 10 viên luôn, thằng này chưa bắn được viên nào ông ạ. Bắn cái thằng bạn nhà mày. Cái khẩu này nó vừa anh xong nó chạy vào nhà mà gặp ông luôn. Ơ nó từ 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 từ, từ. Ít nhất hai thằng mà ông cứ bình tĩnh thôi. Nó chạy trống. Chạy trống này. Ông ơi. Ra cứu bạn đi mày ơi, còn nhoi 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 đấy làm gì đấy. Khu nhà trước mặt có AMR này. Cây này nó mạnh hơn cái cây ốp liều VN gì kia hả? Ốp hả? Đợt vừa rồi tôi cầm, tôi bắn được viên trúng người nó cũng nóc luôn. Được, thế thì tuyệt vời. Đâu nhỉ? Tại tầng AMR bên này đâu nhỉ? Khu nhà áo bo nó chạy đi đâu được ta? Ui rồi bo kìa.
Lại một phát bò giữa đồng nữa rồi. Khó quá. Đuôi bò này mà còn tới 6 thành nữa kìa. Ừ, đông mà. Và quan trọng nhất là bo ngoài đồng thì khó chơi, cực kỳ khó chơi luôn. Để tìm trong bo có nhà xí nào không? Không có nhà xí đâu cả. Và bọn khu nhà bên này bên nãy vẫn đang còn nóc này, hai thằng này vẫn đang còn nóc này. Khó. Bốn mấy giây nữa bo khét rồi. Một vòng bo mà không biết phải di chuyển như nào luôn. Thôi đâm vào ụ rơm rồi lấy con xe làm điểm cover thôi. Hết cách. Ừ, bọn kia bắt đầu chạy bo này. Gà được tầm một thằng là đẹp. À đây này. Đi đâu đấy anh bạn đồ cỏ? Đó, thằng này chung team với lại hai thằng đấy à, ba thằng. Thôi đi thôi, tôi đi thôi. Mà khả năng là chuyến này một đi không trở lại rồi với vòng bo khốn nạn như này. Tao lại mày. Kịp không? Mà nội cha mày rảnh lắm luôn đấy. Hay quá ông ơi. Có chết cũng phải lên trên đồi cao. Còn ba thành nữa. Ba thành nữa chắc tìm ở bên kia quá. Nó hay khói hả? Trên này clear đúng không? Check cho đấy. Góc này đẹp quá. Chưa bên trên nó chạy không? Từ 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 từ. Coi ở phía bên trái không? Im lại, im lại, im lại. Rồi biết, biết, biết. Luồn lên. Rồi, cứ bình tĩnh để tôi xử lý. Ông ném spot bên trái thì chia cái thằng dưới kìa. Ui rồi ôi, bắn tâm trắng thế mà không nấp được mày hả mày? Nào xem nguyên nhân chết thì còn bao nhiêu máu này. Mãi thật. Lag luôn rồi. Lag luôn rồi. Top 2 anh em ạ. Trận đầu top 3, trận sau top 2. Nhích lên được tí. Sấy thế là không nấp nó nhỉ? Bực thật. Chắc là sấy vào chân nó đam nó yếu. Thằng đầu tiên cứ tưởng nó thằng đầu tiên nóc rồi mà. Thằng đầu tiên nóc rồi. Sao nó không cho vào game nữa này? Đùa. Đường thượng đau đầy ánh nhân gian. Thôi vào đi, sao chạy cái hình này hoài vậy ba? Rồi lát cả mọi người. Cứ thỉnh thoảng bị như này anh em, game cứ thỉnh thoảng bị như này, lúc trước bị mấy lần rồi. Lâu ngẩn mình. Sao lại không vào được game nhỉ? Chắc mạng có vấn đề à? Quả đấy đen cái mình sấy thằng thứ hai, sấy thế mà vẫn chưa nốc. Khốn nạn thật. Ui bị gì rồi? Khốn nạn vậy bay.
thoát hẳn ra vào lại đi nữa thì thoát hẳn đấy thầy, thế thì thoát hẳn rồi đấy thầy. Mọi người thử đăng nhập game xem được không cả nhà, mọi người thử vào game xem vào được không mọi người ơi. Thoát đấy là thoát hẳn rồi, thoát kiểu gì nữa mấy mấy ba, mọi người thử vào game xem vào được không. Chắc là thoát đi vào lại vài vài lần là được đấy, xem nào. Mọi người vẫn vào được à? Thế của em chắc bị gì rồi? Ồ. Máy khác thì vào được nhưng máy này lại không vào được. Máy khác thì vào được nhưng máy này lại không vào được này. Ảo thế. Chẳng lẽ bây giờ vào bắn là phai phai? Ừ, game vẫn vào được, đang dùng con điện thoại khác vẫn vào được game. Không hiểu sao. Được không? Bực thế nhỉ? Ừ, vẫn vào được, ra dùng máy khác vẫn vào được nhưng máy này bị gì gì ấy. Ui, Giang thoát ra vào lại hoài nhưng mọi người không thấy, ở trên màn hình nó bị đứng. Ở nãy giờ Giang thoát ra vào lại hoài đấy. Nhưng mà ở trên màn hình hình như màn hình nó bị đứng à? Sao thế nhỉ? Thế là do wifi rồi. Úi rồi lag tung đít. Cũng không hiểu bị gì. Trên điện thoại khác thì vào được, điện thoại này thì nó bị đơ luôn. À nãy nãy giờ màn hình nó bị đứng đấy anh em ạ, nãy giờ đang thoát ra vào lại mấy lần rồi đấy. Nhưng màn hình nó cứ bị đứng thế. Vớ vẩn vậy mày. Khả năng phải reset lại mạng rồi. Đây này. Là sao nhỉ? Không hiểu lắm. Nó bị cái mẹ gì vậy ta? Hình như phải đăng nhập lại hay sao ấy? Đường thường đau đầy ái nhân gian là cái này phải đăng nhập lại rồi đúng không? Vừa va vừa vẩn thật. Ồ, loát lâu lắm, đăng nhập lại loát lâu lắm. Sẽ là không có kết nối internet nhỉ, thế là mạng bị có vấn đề rồi. Sẽ là không có kết nối internet, đùa nhau à? Chờ Giang tí nhé anh em nhé.
mạng với trà mẹo thế này thì hỏng bét. Rồi đang tắt bật lại wifi rồi chắc là được. À, lần này chạy nhanh rồi này. À, nhanh nhanh thế nhỉ? Không được anh em ạ, vẫn không được kìa. Ui, làng đông nhập sau 71 giây, vãi nồi chờ 71 giây ạ, làm chuyện thế nhỉ? Một phút nữa nó mới cho đăng nhập lại anh em ạ, không không hiểu bị gì, nó bị gì ấy. Mời chờ tí nha anh em nhé. Mọi người không cần phải kiểm tra nữa đâu, mọi người vào bình thường. Mạng của Giang nó bị chập chờn tí. Tôi chờ đi, nó báo 1 phút nữa là đăng nhập lại. Chẳng lẽ lại vào chơi Free Fire, điên mẹ rồi. Câu iPhone XS này cầm nó sướng tay lắm, kiểu nó có bo tròn ấy, nó không góc cạnh như iPhone 12, 13, cầm nó sướng lắm. Máy vẫn đang khỏe, tội gì phải đổi. Nãy giờ hết 1 phút chưa nhỉ? Rồi, thử đăng nhập lại xem nào. Game này bị gì à? Lúc nãy em cũng bị không vào được game. Em chả hiểu bị gì nữa. Vậy nổi thật. Trong thoi đời cười giá nước mắt. Đây anh em ơi, vào lại được rồi. Rất mất thời gian. Không hiểu nó bị gì. Ok, chúng ta tiếp tục chiến đấu nhé mọi người nhé. Chúng ta tiếp tục chiến đấu nào. Em làm anh lo quá, lo sao được. À, của chúng ta không làm cái gì cả, làm sao mà sợ anh em. Sạch sẽ làm sao mà sợ. Cổ nhân có câu là cây ngay thì không chợ chết đói, anh em chưa nghe rồi lại nào. Tối nay 2 game rồi đấy, một game top 3, một game top 2. Đau đớn thay, đau đớn thay. Mở tủ đồ số 2 sao với anh? Em mua bằng cái BP em ạ. Và cái BP đấy thì free. Mọi người cứ chơi là cái điểm BP đấy nó tay lên thôi. Cái đấy free chứ không cần nạp UC vào. Trời ơi, số 1 chấm ở nhà kho. Tên là Ngọc lút dạo. Nồi. Chị nghĩ sao Ngọc? Ngọc nghĩ sao để cho 4 người lút ở trong cái nhà kho đấy Ngọc ơi? Ngọc ấy là Ngọc, Ngọc hồ đồ quá Ngọc ạ. Quá cảng trận này nha anh em ơi. Rồi Ngọc lút dạo cho đội qua nhà kho rồi. Vậy cả Ngọc ạ.
quên nhảy nữa. Chết rồi. Thế ra phía sau đi. Rồi ra sau đi. Chào Nguyễn Vi nhé, hello em. Nhiều thằng phải nói là nó rất hên, cứ nhảy xuống phát là có đồ ngon ngay. Công bố cho mình một shotgun, một VSS này. Đau đớn quá. Và như thường lệ chúng ta nên lưu xuống phía dưới nha bạn. Nhìn có to to trên công dễ chết lắm. Nhất là khi đang đi solo squad trận này đây. Xuống đó. Lèn 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 ra sau lút đi. Đứng ở ngoài này ngừa mắt là nó bắn đấy. Tuyệt vời chưa? Đồ nhích con què vậy. Cho nó giết nhà ngoài kia đi. Mình solo mình cần nhiều đồ thì cứ đi loot đã. Mũ 2 giáp 2. VS AKM. Trận này toàn nhặt được cục 5 xu này, hên đấy. Ăn xịt này. Chả ba kho có luôn à? Ba kho có luôn kìa. Bắn đã ưu tiên gạt đấy. Khi đang solo squad. Cún này. Miền Nam gọi là cún, miền Bắc mình gọi là chó. Mình vừa giết bạn chó rồi. Chó đã đi xa tuổi còn non. Là lúc đồ bạn này xem có gì nào. Khá đồ. Có bắt mãi chưa xong nhỉ? Đông vậy cơ à? Đông vậy cơ à? Ôi giời, bên kia bắn thính luôn kìa. Này, lão tôn đến đây. Mình biết nóc là không gạt được anh em ạ. Cho nên đang đắn đo suy nghĩ. À, lấy hấp.
Đông đấy. Đào quái tiếp. Để có thể địch nó đoán được vị trí của mình. Có nên chạy vào nhà kho trước mặt không nhỉ? Khi mà địch có sự phòng bị rồi là bắn khó lắm. Có tính chất ở gần anh em ạ. Mày con bot kìa. Bây giờ làm sao với nó đây ta? Chết đi mày. Thôi tao không muốn bắn mày đâu. Cút đi. Rồi lộ bà nó vị trí rồi. Bà nội cha thì gặp con boss ở đấy á. Thôi lấy xe chạy ra ngoài thôi. Lấy xe chạy ra ngoài khu nhà thôi. Chịu à. Do các bạn ép tôi vào con đường cùng thôi. Bọn mày thích nhảy trên cổng ấy, nhảy thì tao nhảy này. Thằng này yếu à? Săn tao hả? Láo nháo này. Chấp. Tao chấp tao 4 thằng luôn. Creative Squad, mà nhãn. Nhảy với chúng tôi này. Đứng dậy nhảy tiếp. K98 à. Rồi phải chúng ta bắn M4 với K98 đấy. Mọi người nhà bắn M4 với K98 hợp lý hơn nhỉ. Ok. Lấy CKL lát qua bên kia đổi lại M4 này. Nhảy với chúng tôi này. Có dù bay mà chắc là không cần dùng dù đâu. Lấy xe đi săn luôn.
Cảm ơn anh nha, Louis Nguyễn gửi em sao ạ? Cảm ơn anh. Cảm ơn Louis Nguyễn đã tặng Giang 100 đóa hồng. Rồi. Càng nhiều top 1 nhé. Còn xác cái thằng ở trên nữa là xong. Phải không ta? Ô, nó bò xuống rồi. Chắc bò vào trong này. Nấp, nấp. Ai thèm gạt mày đâu, mày nấp. Bọn này lắm dù thế nhỉ? Mình nên nhặt một cái dù mọi người nhỉ, để đề phòng trường hợp khẩn cấp có cái mà bay. Ok. Đây, đi ăn cái thính này luôn. Làm mũ ma giáp 3, biết đâu được khẩu ốp nữa. À, sạc pin đã. Rồi, ok. Mọi người thả like, thả tim giúp Giang với nhá mọi người ơi. Trận đầu top 3, trận 2 top 2. Thì theo kịch bản là trận này top 1. Mỗi trận là tiến lên một bậc. À, đồng đội cũng đi ăn thính này. Điều tuyệt vời. Mà sao không đón số 4 đi cùng ấy? Cái gì đấy, gì đấy? Dừng lại chơi nó luôn anh em, không thì gì phải chạy cả. Chơi nó. Dụng một này. Gạt này. Thằng này sắp dụng luôn rồi đấy. Chơi nó, chơi nó. Để tôi đi cắt xe đấy, nó bắn tôi đau quá. Chơi nó. Mé thằng danh con này. Có một thằng đi qua luôn. Ừ, còn có một thằng thôi. Hai thằng mà láo liếu thật. Để tôi đả ra tao, tôi móc nó này. Nóc tiếp này. Hết chưa nhỉ? Cái này còn con này dưới. Còn này dưới. Dưới chỗ đám khói bên khu nhà á hả? Không, dưới mấy sông, dưới mấy sông. Dưới sông. Dưới sông. Dưới này. Nó chạy xuống dưới một phần. Đây, 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 nó cứu nhau ở dưới nước rồi, nguy hiểm nha. Bùm keng. Nhói nữa đi. Nhà có thằng. Thế chỗ tôi vẫn còn một thằng ở dưới mé sau A đấy đấy. Chết luôn này. Watch out. Ở nhà đấy hai thằng, một thằng đồ cỏ, một thằng đồ thường. Nóc một rồi đấy, nhà đấy tôi nóc một ở phía dưới rồi đấy. Nó chạy xuống cứu bồ kìa, đẩy không? Mark the location. Ui rồi ôi, đông thế. Ui, có đồng vãi anh em ạ, sợ thật. Lão này cũng đẩy nhưng mà lão này đẩy bộ. Đẩy bộ chết chắc rồi. Mét tưởng có hai thằng anh em ạ. Từ từ xuống hồng ơi.
lão ném nét bay ra ngoài hết. Ừ, ẩu quá, ẩu quá. Giang nghĩ có hai thằng. Cay thật. Nó cứu tao rồi không? Thằng ta bắn thằng khác mà, thằng ta bắn mặc đồ màu xanh mà. Còn hai thằng bắn đang thằng khác, hai thằng khác. Thì nó ít nhất ba thằng. Vội vàng thôi. Làm lại. Thằng nóc chết là cái thằng ở dưới cơ. Thằng đi xe UAT màu cam ở chỗ cầu này. Đấy, đấy. Cái thằng này đó nó bắn tốt đấy. Tốt. Hay luôn. Cái này đường bay tệ nhờ. Con kia là con boss mà thấy nó bay dù từ ở trên trời rớt xuống. Trời trên trời rớt xuống mà coi nó bị nó bắn. Cái này đường bay xấu thật. Không, top 1 không ngủ ở đây. Đâu thấy nó bung dù, nó bay đâu trên trời, ngay xuống có dù top luôn. Top 1 đâu kiểu xa vời thế anh em. Thì lát á. Nó bị lát á. Chú ba đâu rồi? Chú ba nó đâu? Nó đang ngắn tin. Rồi, trận này đường bay xấu xấu, chắc đi theo team. Nó bay bập, vô tay chậm. Bé ột lu á, bé nồi. Hết tập bài bài tuần hay hết rồi. Good luck, mate. Má đẩy mà còn đục xăm hốc nữa. Nó mù, đéo thấy. Những kia mày đẩy rồi, mày đứng đó. Hai thằng bay đẩy rồi, tao đứng tục kê nó đã, tao thấy nó về sau bước lèo rồi. Có hả? Mày đẩy, à, mày đẩy. Thì một thằng, hai thằng đẩy hai bên rồi đúng không? Tao mới canh đụng nó, tao canh gốc nó, đụng nó có nhảy ra tao cũng bắn nó yếu được. Đâu mẹ, mày đẩy ngang qua đó nó chạy ngược thì sao mày? Thơm mày đứng. Mày đẩy gì mày đẩy dưới đây. Mấy hai thằng bay đẩy hai mày còn chết thì nói chi tao. Đang bắn AK, con này là AK là để bắn tầm gần. Thì ví dụ em xây với thằng mấy pha có thằng đi siêu xe lao qua cầu ấy, nếu xây AK pha đấy làm sao mà ấy chết được nó. Còn một bắn cho chuẩn đấy, xin game nhà phát hành game làm phát là cái ba lô 10 ấy. Đấy, súng gì trong ba lô cũng có cả. Gần lôi AK ra bắn, xa lôi 14 ra bắn. Gần đây. Bạn nên kiến nghị với nhà phát thêm nhà phát hành game ra ba lô 10. Có người không? Chưa thấy. Là có hay không? Mấy thằng nào ồn mày? Hai tem nữa. Đây chắc đủ. Hai một tem nữa. Tem mình biết. Tem chặt. Tách dù quên ngang rồi hai bên đi. Tách dù nào. I got supplies. Úi giời, Uzi lại còn cả băng đạn xịn nữa. Ổn đấy. I got supplies. Trời, toàn Uzi anh em ạ. Mini có màu hơi hơi lạ. Nó nãy cũng rồi nhiều. Bây giờ ra loot ở mấy nhà kho bé bé ngoài kia thôi. Chắc trong này hết rồi đấy. I need a scope. Uzi mini. Súng tính luôn mày. Chui quá. Thôi, có người rồi. Người boss ở đâu? Người nha, có người nha. Ở đâu? À, bên mày đúng không? Tao có chờ. Có người á. Bên mày đúng không? Ừ, nó mới chụp đụng nè. Còn tao vừa gặp nó rồi, còn biết có không? Uh-huh. Nó cầm sọc gân nè. Cầm sọc gân nè. Ừ. Mày không nghe thấy, mày không nghe nó bắn hả? 1 giáp 3. Tè kè, nó chọn lưu đạn kìa. Tao chọi qua bệnh á. Đi
Thôi chắc chưa cần cầm AK đâu nhỉ. Cần cầm AK đâu. Quảng. À lại lại trúng cái chắc nó nhạt luôn quá. Trúng cái thằng lên tường. Rồi á, biết còn không? Cái gì ta nhỏ có người quá. Từ từ nó. Nhanh quá ra lút thôi. Đấy. Hai con khói rồi. Đây tôi ném. Cấp 3 này. Cấp 3 này. I got supplies. Chắc cái đi xuống hả? Mini có 3 nhưng mà đạn hơi ít. Còn lòng bắt chết mình đi, nó chạy đâu đó. Chạy kiếm nó thấy. Thằng lúc nãy đồng đội bắn có khi là boss cũng lên đi chứ. Một máu một nước, 50 băng vệ sinh. Bắt à, giật à. Nhoi đầu ra là bay đầu đấy. Chân này đi mệt quá. Sao một em mà ngon, với được con Bucky là ngon rồi. Cái đó là phải chạy đảo một vòng rồi đó. Tao đảo là có ai. Có next six. Ok anh nha, bắt nha. Ok anh ơi. Ok anh. Bên này như chưa ai loot luôn rồi. Vãi nồi thật. Ờ, anh không quay siêu xe em ạ. Con siêu xe lỗi quay làm gì em? Chơi là chơi hàng chuột, chơi hàng lỗi chơi làm gì? Bot mới bằng bot. Mark the location. Bot rồi. Nãy giờ đồng đội bán toàn bot. Chào các người nào ạ. Đủ lắm tiền nhỉ. Tao xin là mày. Yeah. I got supplies. Bắn đi, muốn ngắm. 12 đồng xu, nhiều đấy, 12 là nhiều đấy. Cốp 3 nữa này. Cho mày cái K98. Ít 3 nè, lấy không? Cho mày cái K98 nè, nhầm giấm thanh nè. Mày ôi, 15 xu lần rồi. Giáp cấp 3 kìa. Ngoài giáp 3, tươi. Đó rồi, đó rồi. Giáp 3 kìa. I got surprise. Thôi chuẩn bị end thôi. Hay đủ má hiền như mày. Đây không bắn luôn, hiền. Mày mưa. Đây, bắn đi lại bắn cho. Dạ, tiếng này. Thật ngầu. Trên này chưa có kill nào luôn. Trên này cho không lấy. Đi thôi, đi thôi. Lại ai cho. Cái trong đầu hình này. Cái này qua Muta mua đồ à. Chắc là đi tìm xe trước đi. Đi nè. Bên này một con Bucky nữa. Để đi thay đi đây. Ủa, không đeo dưới. Đang đi lấy xe bạn, đừng bao giờ nghi ngờ người khác.
Cẩn thận nhận cái kết. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ ghi người. Đâu quá mà biết luôn à. Mà mất nãy giờ rồi nói gì vậy? Vô vô đây mà bắn pháo cái. Đòi nè, xe nè. Xe nè. Đừng bao giờ nghi ngờ người khác rồi nhận cái kết. Lên đường. Đồ xe ai vậy? Xe tao. Xe rãi vậy? Sao? Xe tao có, tao có tiền đâu nào, tôi tao mua xe liền. Let's go. Xe tao mượn. Xe mình nhưng mà xe mình mượn. Mượn của số 4 chạy nhờ. Thấy hả? Chào Ngọc Bảo nha. Hello bạn. Lên đòi cho bắn thính nha. À đâu đâu có xuống tính nha. Đang vô đây nè. Bắn trên đường hầm luôn. Ở nhà này luôn đi. Nhà này đi. Từ qua góc nhà này được không ta? Nhà này có trong bo. Đây được rồi. Nhà khó ưa. Nhà này trong bo nè. Nhà khó ưa. Đó xuống bắn đi. Tù xe, đi xe đồng. Xe quá nó bắn. Chà này khỏi đổi UMP luôn. Giấu xe kỹ kỹ vô ta. Nó bắn bể bánh xe mình không. Để nó bắn bể bánh xe nữa. Không có gì để loot hết. Mình có nóc nhà bên kia đi. Một team squad để cướp thính nhân. À chỗ người ta có ghét zone này. Mấy thằng nhóc này đi cướp thính là chuột luôn đấy. Nhà nghi ngờ người khác, nhà cái cướp. Coi TikTok 380. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ khi dễ người khác. Đừng bao giờ khi dễ người khác là cái cướp. I got supplies. Được rồi, chế đồ rồi mấy. Có mỗi bình nước không dám uống anh em ạ, khát khô ở cổ nhưng không dám uống. Sót nghe nó bị dính lắm. Chào Văn Thành nhá. Tốt cho tao đi. Mọi người giang cho tao một like, một tim, một chia sẻ chứ cả nhà. Trận này top 1 rồi đấy. Trời. Mấy trận bắn kiểu túc tắc cẩn thận nên này top nó đơn giản lắm. Nó còn có đánh. Đánh đạn giật. Em còn ăn của tôi thế nào? Rồi đớp từng trong én á. Chú bắn nó cái nó quay nó chạy như lúc nào vậy? Bắn nó cái nó quay xe chạy như đúng rồi. Muta bo rồi đấy. Nghe không ốp thấy không? Đây, cho tao đi. Rồi tao ghi cái 8 rồi. Tao đang có 8. Thôi vô đi 8 đi. Còn mình cái 6 rồi cái 8 đây. Mày mày. Chụp cái 6 hả? 8 rồi. Đi thôi. Chụp cái 6 ra. Thì mày dùng ít 8 ra. Thì mày dùng cái trước tao mới dùng ra. Lôn đi. Rồi mày đéo có rồi. Xạo mày. Đã 4 rồi mày. Lái xe. Từ đi tôi gà đạn cái ra. Để tôi gà đạn xuống. Gà cho nó nhiều đạn. M249 á. Căng nhà. Marked an enemy death crate. Bo về sơ ta bơ. Đi nè. Để lặng gà, lại lặng gà của tôi. Có gì rồi. Tụi trận này nhí nha nhí nhố lắm. Em mà lại nó gì chăng. Mặt nữ trận này có vẻ ít nói nhỉ. Đi thôi các bạn ơi. Tôi đang bẫy rồi, tao biết gì không? Đi nhanh không? Thấy xe nó quăng, xe nó chạy lại hơn không? Tôi đang bẫy giống gờ, mày muốn lấy hơn. Thấy xe nó chạy lại hơn không? Đi thôi! Đi nhanh hơn nãy. Đi nhanh hơn lúc chạy thường. Trận này mà tới bao cuối vẫn không kill là quyết tâm không bắn anh em ạ. Là phát tốt một không kill cho nó mát. Để đi dạo vòng chơi. Nhẹ dìu dàng mà ư, nói gì bạn nữ đâu.
Bảo top 1 không gì khó lắm. Last combat kiểu gì chả có cứu. Trận này nhặt 2 bình xăng, thoải mái. Kệ xe giúp xe, à. Xe, xe. Watch out. Watch out. Watch out, watch out. Bay, đúng không? Nó lên. Đây nó bay ngay đây rồi này. Watch out. Nó gần cái đó. Kìa nó ra nó nhìn đều mình kìa. Bè bè. Nó nhìn đều. Nó nhìn đều à. Nhìn đều kìa. Kìa nó vô kìa. Nhìn đều quá luôn. Đều mình kìa. Trong nhà, trong nhà. Nhà này hả? Enemies ahead. Đúng rồi, quay sau. Quay sau. Lên nè. Đéo mình nè. Quay sau nhà. Úi giời. Nó quay sau. Trời ơi, mẹ nó quay sau. Tôi thấy nó chạy vô trong nhà rồi chạy cái thằng kia. Cái thằng kia thì đâu nó núp dưới cái mé. Nó dưới mé, cái mé chứ mà. Còn kìa, còn kìa. Còn này. Tôi thấy nó chạy vô nhà mà. Hình như hết rồi, có mỗi nó à. Trời ơi, nó có 2 viên đạn thính nó chưa bắn luôn kìa. Một thằng rồi hả? Ừ, có thằng à. I got surprise. Tôi thấy nó chạy vô nhà mà trời. Đứng bên đây mình thấy nó chạy vô nhà rõ vàng luôn. Đen thôi. Tôi tám gì không? Đi vô bắn thính kìa. Ok, vô bắn 2 thính. Đứng đài bắn thính luôn. Đứng đài bắn luôn à. Đây ngồi có TV nữa. Thôi đi đi lấy xe lên đòi đi. Thôi đứng đây đi, lên nhà đi, lên nhà đi. Ừ. Cái này ngồi coi TV nữa hả. Thấy không? Nó vô nhà rõ vàng, mình mới đẩy ngang qua chỗ. Xong với cái bậc thềm hết chứ. Được không, tay to nhất là chết anh Ben. Có người nha. Ừ, gọi hai cái chắc là nó đi nhà đi. Ờ, có xe kìa. Hai thằng đang chạy qua bốn. Ba thằng đây chạy qua kìa. Ba thằng chạy trống kìa. Rồi. Ba thằng đang chạy trống kìa. Nóc một này. Đâu á, biết là rồi. Gẹt cái thằng này. Trước mặt mày đó hướng 120. Nóc mà không gạt được khuất rồi. Mấy thằng, 2 hay 3 thằng? 3 thằng. Ừ, đông đấy. Viên tem nó mang hết. 2. Nào viên tem nó mang hết 1 rồi. Để tôi cất con xe đã. Nát con gì còn chạy. Cứ xe. Ừ, để cất xe vào bo đã. Chạy vô mò nè, chạy vô mò nè. Ừ, ok, bắn. Xe nó đâu, bắn bởi xe nó luôn. Không, bọn này đi bộ. Xe nó đâu có xe đâu, nó chạy bộ. Đây, nó chạy bộ. Xe nó chạy kìa. Đây nè. Chạy xa thế. Nó chạy về bò rồi, nó chạy về bò. Chạy xa nè. Ồ, có 4 không nhìn được ở chỗ này nữa rồi, xa quá rồi. Đánh thính đi. Ghê tẩm không? Tấm gió xuống chưa hết ghê vậy? Trớt xuống rồi đó. Mình chuẩn bị vào bo thôi. Hình dốc sao? Đi xe vào đây đi. Ghê tẩm nó giọng không? Tôi không? Từ từ, có người ngay trên đồi này. Có người trên đồi. Kén làm bối cho vậy. Trước mặt. Ơi sao vậy? Ở đâu vậy? Xe cục đá. Đá trước. Watch out. Watch out.
Rồi, từ rồi, đợi xíu. Đẩy, đẩy kìa tới. Cái kìa nhà kìa, đẩy ngay mày kìa tớ, lông, tớ, nắm. Rồi, con mình ông. Con mình ông. Đó, rồi. Đẩy, cũ, cũ, cũ. Chưa được, còn thằng. Còn thằng nữa. Còn một, hai. Tận 2 còn một thằng cuối nữa. Không sao không? Hết sức mình nè. Khó quá. Mấy người có xe lại. Còn nguyên 3 thằng. Nốc được 2. Khó thật. Đúng là cuối đó. Một trận đấu mà hình như vẫn chưa có kill. Quỷ. Quỷ. Mũ 3 giáp 3 nhưng mà cũng phải 1 vs 3 anh em ạ. Đau đớn cuộc đời quá. Ủa tối nay sao ấy nhỉ? Chịu tôi anh ơi, 1 cắt 3 mà khoảng cách gần như thế thì khó lắm. Địch nó xoay đủ hướng luôn. Đồng đội phải giúp mình nóc được một thằng thì có thể clear được pha đấy. Bay hay cảng đây? À, Novo. Chắc qua Novo trận này đi. Phải cầm M4 chắc ăn được á hả? Chắc thế. M4 tầm gần nó mạnh hơn Goga. Đét thôi. Trung Kiên, trận này nhảy đâu đây? Rồi hủy follow đó nè. Tốt nhất là nên đi riêng đi cái đã. Novo à? Novo nhá nhá, trận này xuống Novo nhá. Chấm bay à? Novo đi, làm mát Novo cho nó mát đi. Quá hết đây. Nhảy bên kia hết. Rút ở dưới trước cho an toàn này. Mũ 2, giáp 2. Chưa có cốp. Giật tung đít rồi ra.
Ôi tốc biến kìa. Rồi địch gặp địch lag nè. Ô hết đạn 7 rồi. Thế này sao đẩy đấy? Thôi phải để cho địch cứu nhau rồi. Phải di chuyển ra phía ngoài thôi. Có thằng chạy coi cái người bot đấy nhỉ. Loot kỹ thế này thì có khi là người rồi. Kìa bọn kia bắt đầu chạy vào kìa. Ba thằng lút ngoài kia, một thằng lút trong nhà. Mình chạy qua khẩu M4 luôn, không kịp loot vào đấy. Như ý già già, ghê gớm quá nha. Trước mặt kìa. Thằng này chạy láo là mình nốc mình gạt luôn này. Nó vẫn đang nghĩ rằng ở bên kia. Đi săn kinh nhỉ. Quyết báo thủ cho đồng đội à? Tìm hoài không thấy. Chạy qua đây này. Con bot sau lưng mình là một con bot thật. Còn thằng nữa. Sợ tao chưa? Sợ tao chưa? Sợ vãi linh hồn chưa? Cảm ơn fan Thanh Nam đã tặng Giang 50 đóa hồng. Hello everyone. Mặt cười. Thằng lợn chạy đâu ta?
Tới lượt tao nhá. Nãy nãy giờ mày ném rồi đấy. Tao bảo tới lượt tao mà, nãy giờ mày ném chán chưa? Clip team squad này. Ok, M4 đi. Lô anh Nam nhá. Vẫn chưa lên live được à? Mấy thằng nhóc này chạy đâu? Nãy mình có gạt một thằng chưa kịp loot nhỉ. Một thằng bên này nữa này. Ôi xả đồng đội qua rồi, quý hóa quá. Thầy cái cảnh này y chang trong phim mọi người ạ. Bắt đầu xong xuôi hết rồi là cảnh sát bắt đầu tò tí te lao đến. Đến sớm không đến, đến muộn không đến. Cứ xong vừa xong việc cái là đến. Rồi ra đón chấm để vào bo nào, nhanh nào. Không hiểu sao thằng này quả đấy nghĩ gì mà tự dưng quay đầu bỏ đi nhỉ. 15 xu, ít xu vậy ta. Đi. Let's go. Hộ già. Số 1 đang đi chung với cả số 4. Rồi. Sau khi clear cảng Novo bây giờ chúng ta sẽ đi cùng với team. À quên loot một con boss ở sau nữa nhỉ. Mà thằng sau biết phải boss không mọi người, nó kiểu đi kiểu lóm rom ấy. Không chờ hai bố kia. Vãi cả con bot. Bot ảo thật. Nhanh. Đưa chấm vào body thính á, đủ thằng này không lái xe à. Rồi thì mình lái cho. Đây, lúc tối vừa quay được con xe này anh em ạ. Bây giờ test cho anh em xem luôn. Một con xe mà được mệnh danh là mặc dù xe xăng nhưng mà êm hơn cả xe điện. Có một thằng nhóc chạy trước mặt nha anh em ơi. Nó chạy từ nhà trái, nhà bên phải qua nhà bên trái ở trước mặt đây này. Enemies ahead. Trong nhà, chơi nó. Tôi chỉ bóp còi cho nó hoang mang thôi. Này, còn bên kia đường nữa. Bên kia còn đấy. Hộ giá. Ok, cả một số 1 nhé. Con. Ai? Vật nóc. Ok, thank you bạn. Thế này còn một thằng nhóc nữa. Hộ giá ra lách ngay. Trời, nó bắn, nó gần bay đầu. Nó chạy hướng 355 trước mặt kìa.
nóc này. Gạt này. Chạy đi đâu đấy thằng danh con? Đi nhà, đi chơi nhà. Trước khi lút đầu nó để kiểm tra cái đồi này còn người không bạn? Rồi, đồi này clear. Qua cho anh em lút đồ thằng này. I got supplies. Anh em thấy con siêu xe mới ra chất không? Chạy êm hơn cả Tesla, êm hơn cả Tesla luôn ạ. Cạn lời. Có một con xe Dacia màu đỏ. Nó chạy trước mặt nhưng mà tôi sợ không đủ xăng để dí theo nó nữa anh em ạ. Đau đớn cuộc đời quá. Mình thử đổi con xe ở chỗ. À trên này có con UAT này. UAT này bể lốp rồi. Watch out. Xe bút ghi từ mình phải đổi xe đấy, xe mình cạn xăng rồi bạn. Trong nhà kia có con xe Dacia màu xanh luôn kìa. Bên nhà kho chắc là có người đấy, nó qua nó mua đồ. Nhà này clear. Xe Dacia đấy hỏng rồi. Đây 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 đây, thằng Bucky chạy trước mặt. Đi đâu đây ông thần? Chạy đâu ông thần? Nổi ạ. Ba xe anh em ạ. Hai con Bucky, một con Dacia. Quỷ. Chịu rồi. Đồng đội chết hết rồi. Nhanh vãi nổi ạ. Đau xót thật. Mày dí một con Bucky thôi mà lúc sau thêm một con Bucky với con Dacia nữa. Vãi nổi ạ. Quả đấy đang tính hét lên đồng đội cứu cứu á. Bó tay. Đồng đội để cái thằng Bucky sống lâu quá. Ba ông sấy mà sấy mãi không nóc được nó. Chịu à. Hình như địch có ba thằng chứ mấy nhỉ? Ba thằng. Ba thằng mà có bắt một lúc lâu mình mới chứ cầm Bucky cầm Uzi nóc được một thằng duy nhất. Chịu. Để team mình trách team mình bắn kém chứ ẩu mẹ gì pha đấy. Chứ chẳng lẽ team mình đi xe 4 thấy một thằng đi Bucky mà không đẩy. Nói như nói. Thôi lại thôi. Đường bay lại khấm rồi anh em ơi. Nhảy Peppo trên kill hoặc Muta trận này.
Chung cư à? Được, hợp lý. Trận này nhảy chung cư đi. Cảm ơn tối nay anh Đặng Văn Trung gửi em kèo top 1 hồi trưa 150k. Em cảm ơn anh Trung nhá, cảm ơn anh. Và cảm ơn anh Tamanly gửi em kèo top 1 50k, em cảm ơn anh. Thank you. Mark the location. Chung cư có người không đây? Được bài trận này xấu thật. Ồ, một team xuống trước kìa. Mà sao nó xuống trước mình nhiều thế nhỉ? Không sao, mình né qua nhà khác là được. 1, 2, 3. Rồi ok, 3 thằng. 3 thằng nhóc. Có súng bắn chết trị nó anh em ạ. Mẹ, 3 thằng dành con này. Gắt. Bọn lợn này ăn gì hết đấy, nhảy xuống là có AKM luôn á. Thôi đi loot đi, còn đứng ở giàn giáo á. Ai còn đứng ở nóc nhà. Bắn bot đi. À, anh nhân võ này ra kèo to nữa nè. Ba thằng địch. Nguy hiểm, chạy thế này nguy hiểm nhỉ. Con bot đấy nhỉ. Mark the location. Hello. Úi giời. Nút cái mà hết hồn ạ. UMP 14 cốc 4. Mà vẫn chiều giáp. Hết khói để chạy qua chỗ đồng đội rồi. Tôi cứ tạm thời ở đây đã. Ui, bot nhiều đồ vãi. Mà vẫn chưa giáp anh em ạ. Ôi, có bình nước nhìn ngon thế nhỉ. Mình thèm lấy bình nước đấy anh em ạ. Thèm vãi. Bà nội cha nó. Ôi, nó chạy ra nhanh thế nhỉ. Mẹ, vừa nhặt được cái giáp với bình nước ạ. Quỷ. Cái gì đấy. Bực rồi đấy. Chịu. Bỏ tay. Thằng lợn này nó không bơm máu hay sao ấy. Rồi lại thôi. Rồi may quá được trận. Được may qua bay này.
giờ mới được có một trận đường bay nó đẹp tí. Rồi nhà xe ra. Let's fight together. Mấy thằng nhóc lại nghe anh hú nào. Lâu không mặc thấy các bạn mình chặt sau nhé. Đang thử bắn 1 giờ luôn. Chắc tầm bắn tới 12 rưỡi thôi. Sức đâu bắn tới 1 giờ anh em. Nãy trên TV nó cũng đưa tin nữa kìa bạn. Đưa tin ra Black chứ. Vậy nổi. Ngáo. Em ơi anh còn nhiều pin lắm, cố gắng lên. Ok anh ơi. Để tháo sạc ra bật cho nó thoải mái nữa. Phán đoán sai anh em ạ, ra nghĩ thằng lợn đấy phải vào nhà bơm máu bơm nước tí ai ngờ nó chạy ra luôn. Thằng cửa hó. Rồi anh em hãy yên tâm về đây thì đến 90% là clear rồi. Có 4 thằng nhóc bay cùng à. Cần hết. Lắm tim nhảy nhà xe vậy ta. Khả năng là không gạt được nó rồi anh em ạ. Nó 4 thằng lận. Tại vì gạt mình đi lút đồ đi. Nóc cái cho nó sợ thế thôi. Thì trong có luôn kìa. Tha cho mày thế thằng nhóc. Có vẻ đông. Hai bình trước 53. Ngu người. Ui nó gạt mất của Giang mọi người ạ. Cay thế. C ngoài C trong không thằng nào đẩy mình nhỉ. Trời lấy xe búc đi chạy. Mấy thằng lợn con này. Lấy xe búc đi chạy, quỳ. Cảm ơn Kiên Phạm đã tặng Giang 75 đoá hồng.
thằng nhóc. Bốn thằng nhóc. Chỉ là một lũ hề thôi anh em ạ. Chỉ là một lũ hề thôi. Quả đấy lúc đầu giao thủ ở đây nhá mọi người nhá, nhưng ra phát hiện là nó công cả trên cả dưới thì chúng ta phải lùi thêm một nhịp nữa để chúng ta gom địch hết về cái khu này. Sau đấy giải quyết thôi chứ có gì đâu mà. Quá đơn giản. Và đấy quá dễ. Đổi M4 có M4 à. Ui, cảm ơn anh Louis gửi em 450 sao ạ. À. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thank cảm you ơn anh. Louis Nguyên đã tặng Giang 450 đóa hồng. Quá đỉnh. Cảm ơn anh nhá. Ngoài này còn thằng nào không nhỉ? Ngoài này hết chưa ta? Bây giờ ta cũng muốn lấy xe đi quá anh em ạ. Thì ở đây cũng chả làm với mẹ gì nữa kìa. Chỉ có ngồi chờ địch đẩy tiếp thôi. Các anh có đẩy được không để cho em đi này. Nãy được con Bookie ngoài kia, thằng lợn kia lấy đi rồi nhỉ. Mẹ là cửa hó. Ngoài kia thì có một con siêu xe đấy, nhưng mà ai dám lấy đây. Này boss rồi, kiểu ngáo này boss rồi. Ai chả bên kia còn anh em ạ. Tiếc một cái là không có cốp nào to to một tí. Nhà máy còn. Không biết chảo hay là chỗ nhà vắt sóng anh em ơi. Chạy qua đây nào các cháu. Hai tám xu. Đủ mới cốp 4 với vài phụ kiện súng. Đẩy thì chắc chắn nó không đẩy được được rồi. Sao có đẩy không để biết mà chạy này. Bỏ đến rồi. Thôi di chuyển nha anh em, hết kiên nhẫn với bọn này rồi đấy. Đi thôi. Thằng bé bán dâm ở nhà ca. Bây giờ loanh quanh đây mà còn thằng dịch dập nữa thì chịu đấy. Đi thôi. Ngoài này thì hình như hết xe rồi, còn Bookie nó thó mẹ rồi. Ra qua lại con siêu xe nhá anh em ơi. Bây giờ vẫn có thằng điên ngồi kem ở đây thì đen thôi. Bọn nhà máy nó lút lâu nhỉ. Rồi. Ok. Chạy cầu Novo đi, đồng đội đang ở bên cầu Novo rồi. Đi thôi.
Đồng đội của mình đang đi lút dạo cực mạnh. Rồi Thánh ơi, lút ghê quá Thánh á. Nhanh. Rồi, phá bom đi săn, tính săn người thôi. À, đổi xe đó này. Chưa có xe 4 bạn hiện ạ, xe 2 thôi. Mà chỗ đấy làm gì có người đâu mà heo. Đây đây, ở ngoài này có mấy cái xe 2 này. Tôi đưa số 4 đi ăn tính đã. Tín hầu. Tính có UMP này, bạn bắn không? Vào đây mua ít đồ rồi đi chơi. Đây, vào chỗ này mua ít đồ đấy. Có em nào nhắc à? Một đồ bạn ơi. Thiếu cốc 4 nhỉ. Thiếu gì nữa ta? Thiếu máu, thiếu nước. Rồi, chúng ta cùng lên đường nào. Help! Help! Search for vehicles. Lấy xe đi tiếp. Help. Lấy xe đi tiếp, cứu kìa, từ, ông kia cứ bò về đi. Lấy xe đi tiếp, nhanh lên. Anh em lát có nét thì chạy ra đây nhá, ném vào chỗ gốc cây, chỗ đám khói ấy. Enemies ahead. Mẹ cay thế nhỉ. Help.
tiệt. Vớ vẩn, nó cứu được thằng kia đấy. Để tôi đảo cánh ra sau đấy. Đúng rồi, khều mạnh lên em, khều nhiệt tình lên. Lợn này giờ mày chạy đâu? Đẩy đi anh em, đẩy đi. Chạy đâu thằng danh con này? Hào hán. Đen thật, quả đấy AMR không vẩy vào đầu, vẩy vào người nó không nốc. Đen. Còn nhiều đồ phết nhỉ. À để lấy cái get dot của mấy thằng nhóc này cái. Get dot này. Dưới cốp 6 rất đẹp cho anh em nó đam mê này. I got supplies. Lấy đây, đừng ngại. Mark the vehicle. Có xe trên kia. Có xe đấy của thằng nào đấy nhỉ? Giờ để tôi lấy xe 4 đón anh em vào bo luôn này. Mark the vehicle. Ừ, nó cái S của mình thằng bot ấy. Thì phải chết thôi. Xe đây anh em ơi, lên xe vào bo này. Đi. Lên đồ drop chơi cho nó mát nha. Cái gì đấy? Ping gì đấy? Ping gì đấy? Mark the location. Ping bạ. Bốn ngáo ngáo thì nhìn trời nhìn đất chán chê rồi bắt đầu sấy bừa. Giao lách quá quen với kiểu đồng đội như này rồi. Chúng ta sẽ đứng ở trên này check một tí, sau đấy chờ bo và di chuyển sau, không gì vội vàng cả, cứ đứng ở trên cao và check thôi, thằng nào chạy qua sấy. Bo này khu nhà nhiều, đi lượn nó cũng hơi khó. Thì tốt nhất là cứ chờ bo đã. I need consumables. Cần gì? Cần nước hay là máu? Ông táp con xe đấy à? Thành gặp Thành táp mini à? Thôi chờ bo đã. Hoặc là đưa đồng đội đi ăn cái tính này cũng được. Đi, tôi sẽ đưa anh em đi ăn thính. Chúng ta phải chơi kiểu lối chơi rất lão. Trong tính là đi ăn hết thính trong map luôn. Gặp tầm nào đơm thằng đấy. Mời số 3 lên xe nào.
Hình như có một xe chuẩn bị qua cầu hay sao ấy. Từ. Tôi sợ nó dừng ở trên đồi này. Ui, nó chạy đâu rồi nhỉ? Mất dấu nó rồi kìa. Mark the location. Đổi xe đi, xe gần hết xăng rồi. Không, con buggy cái gốc cây để con xe sport thôi. Chứ nãy thấy một con xe chạy lướt qua chỗ này này, mà chắc nó chạy lên hướng trên rồi. Thế thì thôi, tôi qua cho đồ ăn thính nha. Tôi qua đớp thính nhé. Mấy thằng nhóc này thấy team mình nó trốn hết rồi. Ồ, bò bé rồi đấy. Mấy anh em ăn thính nhá. Thỉnh nó đớp vậy rồi. Uầy. Thỉnh nó đớp rồi. Thằng nó đớp nhanh thế nhỉ? Chắc là nó chạy sau à? Ừ. Chạy kìa, khều nó chạy kìa. Mẹ bố tổ thằng điên. Ngon đứng lại. Khều xong cụ chạy ạ. VN nóc là gạt bị bắn rồi. VNR bị bắn luôn, một team Việt Nam. VN pick chết luôn. Chết hết một team Việt Nam rồi. Đau đớn thay. Cứ lượn lượn như này thì xăng nó không đủ nhà. Chúng ta sẽ dừng ở nhà nào đây. Thôi anh em mình là lên cây xăng nghỉ dưỡng tí đi. Chờ bo tí anh em ạ. Chứ đi lượt lượt nữa là không đủ xăng đâu. Ở đây có kỳ hàng này anh em mua thì mua đi. Ai thiếu xu để mua đồ báo tôi nhá. Tôi chu cấp cho. Chuyện này bo mình đủ chứ nhỉ. Mua thêm quả khói đi. Chờ bo nè. Ừ, cho team dừng lại nghỉ ngơi ăn uống gái mọi người. Cái sức đâu mà bắn hoài. Xăng thì gần hết rồi. Số 3 không nước hả bạn? Đây tôi cho bạn nước này. Đây này tôi số 1 này. Tôi hào hán này. Đây này. Hữu ích. Đây này, sau lưng này. Hữu ích. Sau lưng này. Đây này. Nước này. Đây này. Nhìn mẹ gì lên trời đấy. Nước này. Phải nồi nhỉ. Đây này. Đây. Đây này. Lão nghe mình gọi lão nhìn lên trời anh em ạ. Phải nồi giam lách ở làm mẹ gì ở trên trời ba. Xe đến. Rồi, nó dừng lại đấy rồi. Anh em đứng cẩn thận không là bị nóc đấy.
chop. Mark the location. Ừ, nhà đấy có người mà, tôi biết. Ôi rồi, bắn ghê nhỉ. Cứu số 4 anh em ơi. Rồi số 4 bị gạt mẹ rồi. I'm really sorry. Nó tới cái nhà nó đôi đấy. Biết, nó di chuyển ra con xe rồi kìa. Nó như đẩy hay sao ấy. Nó đi xe lên. Đẩy ra là trong miếng thôi. Dụng một này. Hai xe tấn công. Nó giữ một thằng ở lại khu nhà. Hai. À đâu có, nó gạt đồng đội mà hai mẹ gì. Còn không? Còn đúng không? Còn thằng đi xe. Con đang còn. Nốc tiếp này. Một thằng bên khu nhà xe ấy. Còn thằng nữa bên khu nhà xe hay sao ấy. Kìa chạy qua kìa. Clear này. Từ từ nhá, còn 5 thằng nữa lận. Nguy hiểm quá nhỉ. À gốc cây đấy. Ok. Nó chạy kìa. Ông vừa ném nết à? Mark the location. Gốc cây đâu đấy, nó chạy rồi, nó chạy tít ra ngoài này rồi. Bắn nó đi. Bắn nó. Sau lưng ông kìa. Ông đùa tôi à? Ông không nghe tiếng xe à? Ông nghe tiếng xe à? Rồi địch nó đến đít rồi. Nóc này. Còn hai thằng nữa lận ông ơi. Còn đông đấy. Lên này. Lên nhá. Sau xe. Hỏng rồi. Mark the location.
Hay quá nhỉ. Một bé na nữa. Bạn nó yếu rồi à? Đúng rồi, yếu. Mày hết thằng đúng lúc thế nhỉ? Nguy hiểm nhỉ? Mày đâu vậy na? Tôi sẽ hết thằng không để ý kìa. Động mé. À đây này. Một này. Mà đen có anh em đồ đội chết hết. Mẹ. Đen. Tốt. Good job. Bắn thế là hay rồi đấy. Tìm mình bắn thế là tốt rồi đấy. Ok, bye bye anh em trong team nhé. Good job em. Đồ đội đi hết, cay thật. Trận đấu này hay mà đúng không? Team mình bắn tốt mà. Hay. Ừ. Anh em lên cho tôi một like nhé. Tôi là Giang Black đang live stream ở trên Facebook. Rất vui làm quen với anh em. Vâng. Ok. Nhẹ nhàng bài danh hiệu. Top 1 này. Bao cuối đồng đội hơi cóng cho nên là dụng hết. Đồng đội mới tỉnh táo một tí sống như thế. Tiếp tục nha anh em nhé. Tiếp tục. Let's go. Trịnh Hoàng Hiếu chuyển tiền mời chú em chai nước. Cảm ơn anh Hiếu gửi em 20k. Em cảm ơn anh. Ok. Lại nào. Anh em mà ngồi trên xe thì góc nhìn nó rộng lắm. Như kiểu mình đứng trên cao mình nhìn ấy. Tiện lắm. Mà trước khi lên xe ngồi nên ném một quả khói để che địch đã. Không địch nó ngồi thấy ngồi trên xe nó sấy chết. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Trận này chúng ta sẽ nhảy bay tiếp đi. Tội gì mà không nhảy bay. Tái hiện lại pha căn 4 nhức nách lúc nãy ở bay. Thôi đừng mời linh tinh nữa các bạn ơi, nhảy bay đi, cứ nhảy linh tinh. Lại nào. Vãi cái giang đầu tháng cho xin 50 ạ. Đi thôi. Rồi có khách. Ôi rồi có hai bạn à. Cầm chạp qua đập luôn này. Đùa đấy. Thôi em xuống lúc đồ đã, đừng bắn em nhá. Ưu sớm nằm kìa. Tay đi kìa, nằm luôn kìa. Rồi có khách.
Ui may quá, nó chưa súng. Chúng ta đều nghèo giống nhau bạn ạ. Shotgun. Shotgun thì hơi khó giết thằng này rồi. À có M7 này. I got supplies. Vãi nồi nếp khói á. Nhà tôi một thằng bạn ơi. Nó đứng ở giữa ấy. Ui ném em lỗi rồi. Đen là ui đông quá. Đông quá, đồ thì đang còn nghèo. Rồi chết rồi. Làm lại. Lại thôi. Ok em, cảm ơn anh Huy Trung gửi em ly cà phê. Cảm ơn anh. Gửi bạn ly cà phê 50k em. Cảm ơn anh Huy Trung nhá. Thank you anh. Nốt game này nghỉ nha anh em ơi. Cũng qua ngày mới rồi. Hôm nay ngày 30 rồi. Qua ngày mới rồi. Nốt trận này nghỉ đi. Công hiến trận cuối nghỉ. Nghỉ ngơi nào. Anh sẽ có mây kết thành lâu đài. Ba anh Giang em ngủ đấy, ok. Chúc Khải ngủ vui vẻ nha em ơi. Và đấy thì khó quá anh em ạ. Địch nó đông quá. Nó xoay mình như trong trống á. Tiền là giấy, ai biết đâu ngày mai. Top 1 nữa mới nghỉ à? Trận này top 1 rồi đấy. Một kia phong ba số đời ta. Thấy rồi nha, mấy thằng nhóc. Tao dùng VS tao nốc mày này thằng nhóc. Ôi dưới nhà mình có người rồi. Ý, thằng này cũng vết hết. Cùi bắp như nhau thôi. Huy xin lỗi à? Xin lỗi mà được à Huy? Xin lỗi mà được à Huy? Giáp ba luôn à, ghê đấy. Thằng trên chân thượng chưa gạt được nhỉ? Chắc là được cứu rồi. Số 1 ở dưới ngoài. À, súng tính luôn này. Số 1 lành ít dữ nhiều rồi. Rồi, số 1 đi thật rồi anh em ơi. Số 1 đi xa lắm rồi. Nhưng yên tâm, Giang sẽ báo thủ cho số 1.
Bây giờ ta sẽ di chuyển qua nhà xin giữa cho nó chạy qua xử nó vậy. Bà nội cha mày sao tít thế bắt khều ạ? Mẹ này. Khó đáp thường rồi anh em ạ. Mấy thằng âm binh qua đây. Lại là thằng lợn này bà nội cha mày. Con thua rồi. Khó rồi đấy. Hết máu hết nước. Mình cần phải làm gì đấy để có đồ chơi. Đồ công bộ này. Ui bọn này đi rồi. Ui. Thôi. Thôi nghỉ nhá anh em ơi. Nghỉ thôi. Nghỉ thôi. Đau đớn quá rồi. Bye bye cả nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi live tối nay của Giang. Và hẹn gặp lại anh em vào buổi live trưa. Bye bye cả nhà nhé. Nghỉ ngơi đi ăn uống đã anh em ạ. Bye bye mọi người. Bye bye cả nhà. Giang chỉ lối cho Khánh rửa bát nha anh em ơi. Khánh rửa bát. Khánh rửa bát chắc giờ này đổi game rồi. À chưa đổi, tuyệt vời. Tuyệt vời bạn Khánh. À đổi rồi.